Hello anh em và chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thành Ezi đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Jurassic World Công viên khủng long nhé. Và anh em hãy để lại cho mình một like, một đăng ký kênh, rung cái chuông bên cạnh để nhận tất cả thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Comment ý kiến xuống phía dưới video. Và anh em hãy click thêm vào quảng cáo để thêm cho mình, để mình có thêm tiền mua các đồ chơi hoặc là bim bim để review cho anh em xem. Anh em chắc là thích những clip dạng kiểu vlog, kiểu thực tế như thế này, nó sẽ rất là hay hơn. Rồi thì cảm ơn anh em rất là nhiều và chúc anh em xem video vui vẻ. Và còn mình có làm thêm các video ở kênh Mr. Thành nha anh em. Tối nay mình sẽ làm lại Slam Rancher các kiểu trên này nha. Rồi thì chúng ta không nói nhiều nữa và chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Thì hôm qua mình nghỉ mất một ngày đúng không? Hôm qua là cuối tuần phải nghỉ ngơi, phải có một thời gian để nghỉ ngơi chứ đúng không? Chúng ta sẽ sản xuất lại cái thức ăn, dĩ nhiên rồi. Và sau đó thì sẽ ấp trứng này. Ok, chúng ta sẽ được một con gì đây? Chúng ta sẽ được một con Kaiwekea. Rồi để tạm ở dưới nước vậy. Cái này hy vọng là chúng ta sẽ có thể tiến hóa được luôn. Không được anh em ơi. Nó mất rất nhiều tiền, rất nhiều thời gian. Chúng ta sẽ phải đợi trong vòng khoảng 8 tiếng để có thể là kết hợp con này. Con này là một con siêu khó. Rồi, chúng ta sẽ lấy thêm tiền vàng ở đây. Bên này thì chúng ta cũng sẽ lấy thêm đâu rồi? Như một cái máy đâu ta? Cái máy giữa đúng không? Lấy full tất cả những cái điểm ở bên này nhá. Trên này, dưới này, sang trái, sang phải. Ấn vào đây, ra luôn. Ok, phía dưới này thì sao ta? Dưới này cũng đã xong rồi. Rồi, sau khi lấy xong thì mình sẽ lấy một cái gói patch, mystery patch. Mình sẽ vứt vào đây. Thêm khoảng 15 điểm GW nữa. Là 8k7. Và chúng ta vẫn chưa đủ để 10k để mở một gói patch cho khủng long ta. Micro-S DNA. Mình sẽ làm thêm một cái trade nữa. Hôm nào vào cũng phải làm một cái trade. Một cái trao đổi. Coin đổi 6.000 đến $56. Ok, được ngay. Được ngay, tôi đồng ý luôn. Đồng ý luôn và ngay. Loyalty thì không, loyalty thì không bao giờ nha. Đổi một con ma Junga lấy một cái cash. Ok, đổi luôn. Mình có rất là nhiều ma Junga luôn. Không, đổi tiền lấy con này thì nghỉ. Stop nha. Rồi, chúng ta được thêm $40 nữa. Tổng cộng là 440 mấy đô ấy. Mình muốn cố gắng là tiết kiệm nó nhiều lên một xíu. Hôm nay ta sẽ có sự kiện gì đây? Ui, có sự kiện gì đó thì cũng đẹp lắm. Vừa mới xuất hiện ra. Đó chính là Buster Build Up. Wow. Phần thưởng còn 3 tiếng nữa thôi xong rồi. Cái này là cực ngon này. Wow, nhìn đẹp thật sự luôn. Buster Build Up. Một con phần thưởng sẽ là một con Legendary. Thế thôi, không phải nói nhiều. Rồi, Only Happy Forest. Chỉ được Happy Forest đánh nhau với Happy Forest thôi. Ok, không vấn đề gì cả. Và chúng ta sẽ vẫn vả được nó thôi. Được rồi. Nhưng tổng cộng sẽ có 5 trận nha anh em. Và hy vọng là chúng ta sẽ đánh được. Chưa biết thế nào đây. Nó có chỉ có 300 nam thôi. Và theo như đánh giá thì tầm khoảng là 4 đòn là sẽ giết được mình. Căng. Hai lần luôn. Ok. Rồi, thoải mái đi. Mình có 3 đòn và 4-3-12. Mình đảm bảo mình giết nó chắc chắn luôn rồi. Khủng long cổ dài Rabin Thosaurus. Cực khỏe và cực đẹp. Yes, một trận. Thêm một ít ADN. Dạng này mình hết. Yêu cầu một Carnivores. Cái này thì nó khá là dễ thôi. Nhờ theo mình đoán, theo mình đánh giá này khá là dễ. Nếu cứ một con, nếu cứ một solo một thì không có gì đáng ngại cả. Cũng hy vọng nó sẽ đánh mình. Xem nào. Đánh lần đấy luôn à? Có thì nó chết luôn anh em ơi. Hay quá. Và chúng ta tấn công khoảng 3 đòn ở đây. Chạy đâu? Mày chạy đằng trời. 1445. Wow, rất là mạnh luôn. Rất ngon luôn đấy chứ. Rồi, thêm Pterosaurus 900 máu thì cứ dùng con tầm khoảng 2 máu là đảm bảo được thắng. Dễ mà. Để không thể khó. Rồi, Dimorphodon cũng 2 lần chăng. Chắc chắn luôn. Không à. Khá thông minh. Mình phải nói là khá thông minh. Nó tấn công 4 lần là mình sẽ đèo. Nếu mà nó tấn công không thì nó thua rồi. Nó không dám anh em. Nó không dám, nó nghĩ mình thủ 3. Sai lầm rồi. Thủ mấy? Thủ 1 lần đi. Sỏi chết luôn. Cái tội không dám tấn công mà cũng không dám phòng thủ đấy. Thì chỉ có chết thôi. 45. Thêm một cái Amphibian 1100 máu. Chúng ta sẽ lấy cái con tầm khoảng 1200 máu và 400 đam như thế này là quá là hợp lý rồi. Đánh nhau với nó thì đơn giản đúng không? Thông thường thì
Nếu mà nó thủ thì nó sẽ đấy, ok. Mình biết cái kiểu đánh của nó rồi anh em. Chúng ta nên muốn chắc bài chứ chơi cái kiểu này. Đấy. Bây giờ nó sẽ tấn công một hay là tấn công mấy đây? Mình chưa đoán được câu chuyện kiểu gì. Công hay tấn công luôn. Có lẽ là thủ 2 chăng? Mình đoán như vậy. Không bao giờ thủ 3 đâu. Thủ 1 thôi. Thủ nó có 1 thôi anh em ạ. Thế còn càng dễ chơi nhờ. Quá dễ chơi luôn. Nó có thêm là 45 ADN. Thêm một chút nào. Wow. Cái này bắt đầu là thấy hơi bị thử thách một xíu thôi. Chút thôi. Không đáng kể cho lắm. Đầu tiên là một con ăn thịt. Ăn thịt chúng ta có khá nhiều loài. Con này đi. Sau đó là một con hệ nước đi. Có ngay Amphibian. Con nào đây? Con này đi. Và sau đó là một con hệ lá đi. Chúng ta sẽ gọi là khắc chế lẫn nhau đi mà. Nếu mà tỉnh táo thì sẽ thắng. Còn nếu mà không thì thua. Cẩn thận. Các bạn nó sẽ không khắc chế được con Otafrica của mình. Đấy. Nó hay như vậy. Một à. Đánh nhau đi. Rồi. Có một lần anh em ơi. Có một lần nha. Nếu mình tấn công thì may quá. Nó thủ. Bây giờ thì nó đổi thì nó vẫn chỉ có một lần thôi. Và chúng ta có lợi thế hơn rất rất nhiều. Chắc là nó sẽ vả mình luôn. Không vả. Có thể là sẽ thủ một chàng. Có thể thôi. Thủ một thì nó sẽ gần 3 lần thôi là chết rồi anh em. Thế thôi. Stigimolos. Chết mày luôn đi. Nó gọi là cực mạnh. Unisaurus với 3 lần tấn công. Chúng ta đánh đợi xem. Otafrica 2 lần thì sao? Mình sẽ có tầm dồn của tầm 2 lần. Cái này sẽ hy sinh đi. Mà vả nó một cái gọi là dọa ma. Sẽ là tấn công hay không? Có lẽ là sẽ tấn công cả 5 lần chăng? Anh đoán là như vậy. Tấn công quá chuẩn luôn. Theo đúng ý mình thôi anh em ạ. Hay. Bây giờ thì mày đỡ thế nào được? Đố đỡ luôn đấy. Không có cơ hội để đỡ luôn. Sakura Sutures với 600 dam. 1, 2 khỏe luôn. Nó chỉ có 1.000 máu đi. Cứ cho rằng nó sẽ rơi vào tầm khoảng 1k máu gì đấy. Kunaisaurus với 4 à. Xem nào. Tấn công 1 à. Làm gì thì làm đi. Nó có tầm 8 lần cơ. Rất khỏe ở đây. Chạy đâu? Chạy đi đâu? Chạy vào nồi anh em. Golden. Phần thưởng nó chỉ là Sunosaurus, một con ăn cỏ. Cái này thì nó không quá giá trị. Và quan trọng là được thêm khoảng 6k GW. Nó là một cái gì đó rất là tuyệt. Cái này, cái Class of Titan này, Class of Champion này, nên đánh này. Cái này sẽ là Xenozoic Butter. Chơi cái này luôn. Nó sẽ có 3 con Sabania. Nó là khá là cứng cựa nhỉ. Kinh nhỉ. Phần thưởng nó sẽ là cái gì mà nó phải yêu cầu kinh vậy. Thật sự là hơi đáng sợ ấy nhỉ. 1, 2 và 3. Bây giờ mình nghĩ cả Marsupial Lion à. Được. Cái này không được. 1, 2, 3. Hôm nay thì chưa biết là sẽ đánh được không. Mình bỏ con kia lại. Con kia nó quá khỏe. Và nó sẽ cần cho một cái trường hợp nào đấy. Mình không muốn mất Ola ấy. 150. 2 đòn chắc là chưa chết ở đâu. Còn tê giác 6 sừng đúng không. Loài này mình chưa có này. Một số loài mà mình chưa có, chưa sở hữu. Chết không nhỉ? Chết nào được? 300, mình đưa này luôn. 1, 2, 3. Thế thôi. Unitatherium 1298 đàng. Unitatherium 2 lần. Bảo phát. Úi chà. Còn 1 lần nha. Nó sẽ còn phải còn 1 lần gì đấy. 1 luôn. Khá tỉnh. 3 này. Tấn công luôn đi. Tấn công 2. Như vậy nó sẽ còn 1 lần nữa. Mình sẽ đoán xem. Cứ cho thủ 1 đi. 1, 2, 3, 4 luôn. Quá dễ thắng rồi. Trận này mình cứ tưởng là sẽ là khó cơ. Nhưng mà chúng ta thắng được. Và rất có lực luôn. Con này có lợn rừng anh em ạ. Con này không phải là con tê giác 6 sừng. Đánh thoải mái đi. Ta không quan tâm có 7 lần cơ. Nếu muốn thắng nó gọi là đẳng cấp thì sẽ được đẳng cấp. Nó đẹp anh em ơi. Đó là một con Megaloceros của chúng ta level 40. Rất là khỏe. Vả nhau rất kinh hoàng. Trận thứ 2.
sẽ là hai con Mezis Terriers và một con Savannah. Thì sẽ là Kevin rồi, không phải, sẽ là Savan rồi. Sẽ hơi mệt đây nhỉ. Đoán xem, hai Savannah. Ta chỉ chơi hai này thôi. Hai Savannah kết hợp thêm với một con Snow nữa là ngon. Rồi, chúng ta sẽ cần thêm một con Snow nữa. Snow thì loại này chăng? Phải dùng đến Marsupial Lion rồi. Hơi bị khó chịu nha. Hơi khó chịu vì Marsupial Lion. Ok, 700 máu để về cơ. Khi nó đang đợi để nó tăng tiến hóa lên. Anh em nổi luôn. Hai à, hơi bị cùi đấy. Bây giờ đổi quá muộn rồi. Đúng không? Chính xác là quá muộn luôn. Không phải tấn công luôn. Nhưng nó sẽ còn một lần đấy anh em. Nó sẽ có rơi vào một lần nữa thôi. Nhiên. Đấy, chính xác quá. Quá, tính toán nó quá là hợp lý rồi, gì nữa đúng không? Ba này. Đánh nhau không? Có gì khá đẹp con mới à? Ba lần đúng không? Ba lần. Châu à? Đây là một loài mới này. Đây anh em thấy không? Con này mình chưa thấy bao giờ luôn. 6 à? Con này sẽ giết mình thôi. Dĩ nhiên rồi, mình cố tình như vậy mà. Khỏe nhờ mà một lần thôi. Nhiều hai lều nó hết thủ rồi. Cái con này, con này giống như kiểu lợn rừng vậy ta, lợn rừng lai với bò. Cái này khá là lạ này. Mezito Curus có mấy loại mới á, chết nào được. Cái này chắc chỉ cần hai con thôi đã đủ giết rồi, còn ba con như này nó hơi lãng phí chút xíu. Đáng à, thành công luôn. Rồi, 15.810 đam. Khỏe đấy. Ok, một trận cuối cùng để có thể thắng được Enrico Terium với Savan. Xong rồi. Con này bao tiền? 83. Con này sẽ 40. Con này là 75. Con Megaloceros này đắt thế cả. Atodus. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một loại, đó là Kevin thì dùng mạnh nhất thôi. Sau đó sẽ là một con Savannah nữa là xong. Có ngay, hay gọi tôi đấy, sẽ có tôi đây. Nhưng mà Savannah này nó sẽ gọi là hơi yếu sinh lý. Chắc là không nhé. Hơi bị đau đầu nha. Thế này mà thua là mất khá nhiều đô la. Nó rơi khoảng 40 đô la. Nó khá là quan trọng. Hai thành công không? Thành công 1. Chúng ta sẽ tính toán sau ạ. 3. Khó nhỉ. Nó có Dino không? Con này khắc hệ nhưng mà đam rất là bé. Ồ, không biết chứ. Ôi xong rồi. Ôi rồi. Ăn cái gì đó khá là tệ ở đấy. Nó khá là tệ. Ê, mày điên đi. Andrew Sanchez sẽ phải cân thôi, phải cân tim thôi. Trong cái kiểu là như thế này. Ba. Hai lần. Nó có hai lần. Ok, hai lần à? Nó thủ hai thì sao? 1, 2, 3. Hai thật đấy. Và mình vẫn giết được nó. Vẫn là quá chuẩn. Tính đam gọi là siêu chuẩn luôn gì nữa. Đúng không? Chắc là sẽ vả 4 lần thôi. 2. Nó thua đấy nhỉ. Khoảng 700 đam. Với một mình Andrew Sanchez sẽ là gọi là khắc tinh của bọn này luôn. Quá tốt luôn, đánh quá hay. Yes, vỗ tay. Quá hay luôn. Và chúng ta sẽ mở ra xem được nó là cái gì. Ui, tiếp thêm một con Legendary nữa. Đen nhờ. Thôi thôi thế cũng là ngon rồi. Và giờ thì chúng ta sẽ cứu mình nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Jurassic World nhá. Bye bye.